Việt Nam hiện là một trong ba quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, giá xuất khẩu gạo của Việt Nam luôn thấp hơn so với các nước khác do không có thương hiệu. Ngay chính trên sân nhà, gạo Việt cũng đang đối mặt với sự cạnh tranh đến từ những thương hiệu gạo ngoại. Trong bối cảnh hội nhập, việc xây dựng hình ảnh thương hiệu gạo chất lượng trong lòng người tiêu dùng là yêu cầu cấp thiết để cạnh tranh, đồng thời nắm bắt tốt cơ hội để nâng cao giá trị hạt gạo trên thị trường xuất khẩu. Trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn nằm trong top 3 quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng không nhiều do phần lớn gạo xuất khẩu của Việt Nam ở phân khúc chất lượng trung bình thấp và không có thương hiệu. Giá bán gạo của Việt Nam thấp do phụ thuộc nhiều vào sản lượng, tình hình xuất khẩu gạo của các nước khác và sự biến động của giá cả trên thị trường thế giới. Không riêng vì xuất khẩu mà ngay chính trên thị trường nội địa, giá bán gạo Việt cũng đang thấp hơn nhiều so với các sản phẩm gạo ngoại. Một nghịch lý là ngay tại vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long, gạo ngoại đang được bày bán khá phổ biến trên thị trường. Như tại thành phố Long Xuyên, không khó để người tiêu dùng có thể mua những sản phẩm gạo có nguồn gốc từ Campuchia như gạo sóc, móng chim, sa mơ. Hay những sản phẩm gạo đóng túi như thế này có nguồn gốc từ Thái Lan cũng được bày bán tại hầu hết các điểm bán gạo ở đây. Người dân người ta nói là gạo Thái nó chất lượng hơn của mình. Rồi nó mẫu mã nó đem qua đây, nó cái giá nó cao vậy, tới 35 ngàn đặng. Còn gạo mình có mười mấy ngàn hả, thì ăn nó cũng thơm dẻo như nhau. Giá nó thì mắc gấp ba hơn gạo thường của mình. Nhưng mà nấu thì chị đấy thấy nấu á, mình hồi đó mình cũng ăn thử, nhưng mà cái giá cái thường nó nấu á thì nó có độ dẻo, nó dai, nó thơm. Cái mùi thơm nó đặc trưng hơn là nó thơm hơn gạo của mình. Ta nói là gạo Thái bển á thì nói là gạo lúa mùa nó ít phân thuốc, còn những cái hàng mình đây thì ta nói là độc rất nhiều. Với tâm lý xem gạo ngoại là gạo an toàn, không sử dụng phân bón thuốc trừ sâu, nên người tiêu dùng đã quay lưng với các sản phẩm gạo Việt. Dù bán với giá cao hơn gạo sản xuất trong nước, nhưng gạo nhập vẫn có chỗ đứng ở phân khúc gạo trung và cao cấp. Chất lượng của những sản phẩm gạo nhập này như thế nào thì chưa ai kiểm định, nhưng cái mác gạo sạch đã làm cho hình ảnh và giá trị của chúng tốt hơn nhiều so với gạo nội. Gạo thường thì cũng như cái dạng dân mà nghèo nghèo thì người ta ăn thôi, chứ dân hơi sang sang ta không có chịu ăn đâu. Người ta ăn, người ta lựa gạo mùa người ta ăn không à. Lúa mùa là không có thuốc sâu nè, không có phân nè, người ta ăn nó không có bị bệnh, người ta thôi nghĩ lại vậy đó. Còn cái gạo thằng nông mình á thì phân thuốc nè, tới gần cái ngày mà thu hoạch đó ha là người ta còn xịt thuốc nữa đó, bởi người ta sợ ăn nó vô đó nữa sao nó bị bệnh, là người ta không có chịu ăn cái gạo thằng nông lại vậy đó. Nhìn từ góc độ thị trường, việc gạo ngoại được người dân tin dùng hơn gạo nội xuất phát từ nhu cầu sử dụng sản phẩm gạo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong khi phần lớn gạo tiêu thụ nội địa là gạo xá, được đấu trộn nhiều chủng loại nên không kiểm soát được nguồn gốc và chất lượng. Do đó, để có thể cạnh tranh, doanh nghiệp phải xây dựng được hình ảnh thương hiệu gạo Việt an toàn và chất lượng trong mắt người tiêu dùng. Hơn thế nữa, Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU. Các hiệp định này khi có hiệu lực thì hầu hết hàng rào thuế quan với mặt hàng gạo sẽ được dỡ bỏ. Đơn cử như thị trường châu Âu đang nhập khẩu mỗi năm trên 1,1 triệu tấn gạo. Khi Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam có hiệu lực, EU sẽ cấp cho Việt Nam một lượng hạn ngạch đáng kể để xuất khẩu gạo vào thị trường này. Đây là cơ hội lớn để các sản phẩm gạo của nước ta mở rộng thị trường và nâng cao giá trị. Song để nắm bắt được cơ hội, sản phẩm gạo của Việt Nam phải đáp ứng những đòi hỏi rất cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng và thương hiệu hàng hóa. Ngành gạo sang một ngành có nhiều là cơ hội rất là lớn. Hiện tại là Việt Nam xuất khẩu gạo vào châu Âu là rất là hạn chế. Thế thì trong tương lai chúng tôi sẽ áp dụng một cơ chế gọi là cơ chế quota, tức là có hạn ngạch. Nhưng nếu như Việt Nam xuất khẩu trong một cái lượng hạn ngạch nhất định thì không phải trả bất cứ một cái thuế quan nào hết cả. Thế nhưng mà vượt quá cái hạn ngạch đó thì mới bắt đầu phải trả thuế như là cái mức hiện tại. Tại sao nó lại có thể đáp ứng được tương đối cái nhu cầu xuất khẩu gạo của Việt Nam, nhưng đồng thời nó cũng khiến cho những cái nhà sản xuất ngũ cốc tương đương ở châu Âu họ cảm thấy yên tâm hơn là họ vẫn được bảo hộ. Nhưng mà đối với hàng hóa Việt Nam xuất sang châu Âu phải có những cái chứng thực là hàng Việt Nam đã đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu về kỹ thuật này. Nếu không có cái chứng thực đó thì hàng Việt Nam không thể bán hàng được, không thể nhập khẩu vào châu Âu được. Thế nhưng mà cái đấy nó lại liên quan đến cái năng lực, ví dụ như các phòng thí nghiệm ở Việt Nam. Ví dụ như là Việt Nam đã có đủ cái năng lực thực hiện những cái thí nghiệm để khẳng định rằng cái hàng này là đáp ứng các tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật chưa? Đấy, thì cái đấy là cái mà Việt Nam cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Thị trường là yếu tố quyết định. Do đó, doanh nghiệp có thị trường sẽ phải định hướng để xây dựng và phát triển dùng nguyên liệu để đảm bảo kiểm soát chất lượng sản phẩm và giữ vững thương hiệu của mình.
đồng thời giá trị cốt lõi của một thương hiệu gạo mang lại không chỉ cho người tiêu dùng hay doanh nghiệp, mà còn phải mang lại lợi ích cho vùng nguyên liệu, tạo đầu ra và thu nhập ổn định cho nông dân. Như thương hiệu gạo hạt Ngọc Trời của công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời đang mang lại lợi ích cho hơn 25.000 hộ nông dân sản xuất trong vùng nguyên liệu, tạo nên mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nông dân trong việc cùng xây dựng và phát triển thương hiệu lúa gạo. Nói chung là từ cái gắn kết bền vững là trực tiếp công ty hướng dẫn anh em ba cùng, cùng nông dân, kể như là cùng ở, cùng ăn, cùng ở, cùng làm đó. Thứ hai nữa là cũng nhắc nhở anh em bà con làm trong công ty thì có một cái liên kết chặt chẽ để sau này mình gạo mình đưa ra các nước mình không có bị trả về hoặc là không có ảnh hưởng sức khỏe đến người tiêu dùng, từ đó mình mới là có kết quả cao rồi mới liên kết chặt chẽ lâu dài được. Chính mối liên kết chặt chẽ, lâu dài và bền vững trong chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo của mình giúp doanh nghiệp kiểm soát được chất lượng trong suốt quá trình sản xuất và có thể truy xuất nguồn gốc bất kỳ lúc nào. Do đó, thương hiệu gạo hạt Ngọc Trời đảm bảo các yêu cầu về chất lượng để có thể xuất khẩu vào các thị trường khó tính. Vì vậy, sản phẩm gạo hạt Ngọc Trời làm từ giống lúa IGPPS 103 đã được bình chọn vào top 3 gạo ngon nhất thế giới tại Hội nghị Lúa gạo Quốc tế vào cuối năm 2015 vừa qua. Để đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm gạo có thương hiệu vào các thị trường cao cấp, tập đoàn Lộc Trời đã tham gia vào diễn đàn lúa gạo bền vững, gọi tắt là SRB, và triển khai các mô hình thí điểm ứng dụng bộ tiêu chí sản xuất lúa bền vững tại các vùng nguyên liệu. Để làm cho những cái thương hiệu đó nổi lên thì chúng tôi đã gia nhập cái hiệp hội về quốc tế về SAB, một cái cơ quan của quốc tế ở tại IRI, Philippines. Thì hiện nay là cơ quan này cùng với tập đoàn Lộc Trời đang cùng với nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long là triển khai cái chuỗi giá trị lúa gạo, sản xuất theo một cái chuỗi giá trị lúa gạo bền vững. Thì tôi nghĩ là đây là một cái cơ sở để làm nên thương hiệu. Làm thương hiệu là phải từ chất lượng, chứ không phải làm thương hiệu là do dán những cái nhãn mác gì đó để tạo ra thương hiệu, mà bắt đầu là phải làm từ cái sản xuất, từ hạt giống cho đến là quá trình sản xuất, cho đến chế biến, đóng gói và đưa đến người tiêu dùng. Đặc biệt là với chất lượng là phải ngon và an toàn. Tập đoàn Lộc Trời là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam tham gia SRB. Hiện tổ chức này có 30 thành viên gồm đại diện các nước xuất khẩu gạo trên thế giới, các nhà khoa học, nhà mua gạo, tổ chức chứng nhận. Gia nhập SRB, Lộc Trời phải đáp ứng 46 tiêu chí cao nhất trong sản xuất lúa gạo bền vững và kết nối được với chuỗi kinh doanh lúa gạo toàn cầu. Qua đó, doanh nghiệp đang thực sự đưa hoạt động sản xuất lúa gạo của mình tiến một bước dài trên con đường xây dựng thương hiệu. Đây cũng là cách để lúa gạo Việt Nam có được những chứng nhận quốc tế và nhanh chóng tạo dựng được thương hiệu trên thị trường quốc tế. Chương trình này sẽ mang đến cho nông dân một gói kỹ thuật như quản lý nước, quản lý dịch hại. Thông qua chương trình này, nông dân có thể biết về các kỹ thuật để sản xuất lúa một cách bền vững, tức là vừa đảm bảo năng suất lúa cho nông dân, nhưng vẫn đảm bảo bảo vệ môi trường. Bộ kỹ thuật mà SRB đưa ra hầu như nông dân Việt Nam đều làm được. Như vậy, không có gì khó khăn hết, chỉ trong vòng 1 đến 2 vụ thì chúng ta có thể thành công được, so với Campuchia thì họ không có kỹ thuật như chúng ta. Đây là chương trình nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người nông dân và duy trì năng suất lúa gạo cho nông dân. Như vậy, khi áp dụng SRB là để xây dựng và thay đổi tập quán canh tác của nông dân để nhằm có một môi trường tốt hơn. Và khi được chứng nhận theo tiêu chuẩn của SRB, thì các bạn sẽ có một giấy phép đảm bảo sản xuất lúa gạo an toàn và bền vững. Như vậy thì những tổ chức thu mua lúa gạo có thể đánh giá lúa gạo của Việt Nam đạt tiêu chuẩn của SRB và không có dư lượng thuốc trừ sâu trong gạo. Là thành viên chính thức của SRB cũng có những công ty thu mua lúa gạo lớn trên thế giới và họ sẵn sàng thu mua toàn bộ lúa gạo sản xuất theo tiêu chuẩn của SRB đưa ra. Tập đoàn Lộc Trời cũng đang chủ động đưa các giải pháp hữu cơ sinh học vào các mô hình canh tác theo tiêu chí của SRB. Điều này không chỉ góp phần thúc đẩy sự thành công của các mô hình, mà còn giúp nông dân có cơ hội tiếp cận với các giải pháp và công nghệ sản xuất hiện đại tiên tiến. Qua đó giúp nâng cao nhận thức của nông dân trong việc sản xuất sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời hướng canh tác mới này sẽ giúp nâng cao giá trị nông sản và là cơ sở vững chắc để xây dựng hình ảnh thương hiệu nông sản Việt Nam an toàn, chất lượng.
suy nghĩ mình là một nông dân, thì nếu cái sản phẩm mình làm ra làm sao người tiêu dùng mà người ta sử dụng được an toàn thì cái đó cái điều là vinh dự của mình. Cho nên đúng ra mình không biết, mình muốn cho gì theo cái lợi nhuận, muốn cho cái năng suất cao mà làm ra cái sản phẩm không được an toàn, gây độc hại cho môi trường và gây độc hại cho người tiêu dùng, thì mình thấy cái đó cái điều là không tốt. Cái hội nghị như thế này nó giúp cho chúng tôi khẳng định và theo đuổi tiếp tục, cũng như phát huy ngay những cái sản phẩm mà sinh học hữu cơ đã có của mình trong cái thời gian vừa qua, để phục vụ cho cái trước mắt là cái chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo bền vững, để làm ra cái hạt gạo mà an toàn cung cấp cho xã hội, cho cái người ăn của trong nước đã đành, mà chúng ta giúp xây dựng cái thương hiệu gạo với quốc tế để giải quyết vấn đề tiêu thụ lúa gạo mà hiện nay đang là vấn đề bức xúc. Trong bối cảnh mà thị trường xuất khẩu gạo đang có nhiều nước tham gia hơn và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, thì việc xây dựng thương hiệu gạo đang là yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp kinh doanh gạo hiện nay. Bởi chỉ có sản xuất lúa gạo đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng và xây dựng được thương hiệu mới giúp các sản phẩm gạo Việt có thể cạnh tranh trước những thách thức khi hội nhập. Việc sản xuất theo hướng hữu cơ sinh học cũng sẽ tạo tiền đề vững chắc để xây dựng hình ảnh và uy tín của thương hiệu gạo Việt trên thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Mặt khác, nhà nước cũng cần ban hành quy định về tiêu chuẩn chất lượng, thiết lập các hàng rào kỹ thuật đối với sản phẩm gạo để tạo sự cạnh tranh công bằng, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp phát triển thương hiệu gạo trong thời gian tới.